Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay Đỗ Sinh làm những cuốn video này để giới thiệu với các bạn, chúng ta cùng giao lưu với vườn hoa lan Đăng Thỏa. Vâng, họ tên anh chính là anh Nguyễn Đăng Thỏa, địa chỉ ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nickname Facebook của anh là Vườn Lan Đăng Thỏa. Tôi chụp cái nickname Facebook để chúng ta nhận diện, giao lưu qua Facebook, qua Zalo, số điện thoại cũng đăng tải trên màn hình. Đây là nickname Facebook Vườn Lan Đăng Thỏa và cái hình đại diện để chúng ta nhận dạng. Vâng, bây giờ anh Nguyễn Đăng Thỏa đã chia sẻ với chúng ta cái vườn lan của anh. Xin chào anh nhé. Vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người. Tên em là Vườn Lan Đăng Thỏa, địa chỉ là ở xóm 2 Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Thì đây là em xin giới thiệu một số mặt hàng, đây gọi là hàng bình thường, hàng Đai Châu. Đai Châu này là trụ Đai Châu này, là em đã nuôi 4 năm tại vườn rồi. 4 đến 5 năm. Đây, toàn bộ hoa là sơn tết. Mời mọi người cùng ngắm. Vâng. Số lan của anh tôi đi tham quan một lần trước khi làm phóng sự. Tất cả những cái vị trí đều bung lụa hết để đón xuân rất đúng dịp. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ đi lướt qua tổng số cái khu lan của anh rất rộng. Gồm có 2 tầng. Một cái vườn lan lớn nhất nhì trong khu vực như thế này để chúng ta tận hưởng được trước. Sau đó tôi cũng muốn là anh Thỏa có một vài cái chia sẻ cụ thể hơn nữa. Ví dụ như là giống lan, điều tiết ra hoa, chăm sóc vào dịp Tết và tham khảo một chút về giá cả nữa. Rất là rộng và số lượng như vậy, nhưng mà về kích cỡ thì cũng đủ từ nhỏ cho đến những cái bệ lan rất lớn. Tôi được biết ở phía trên chòi trên tầng 2 anh có những cái giò lan quý hơn. Ở cái cuốn video sau tôi sẽ lên đó để giới thiệu với chúng ta. Một vườn lan rất là nhiều tiềm năng. Những giò tầm nhỏ như thế này, ngày xuân chúng ta có 1 2 giò chơi trong khuôn viên phòng khách rất là đẹp. Vâng, chúng ta tiếp tục đi vào sâu thêm một tí nữa. Với diện tích vườn khoảng độ 1.000 hecta 1.000 mét vuông. Tí nữa ở video sau.
Bây giờ mình giới thiệu những cái tầm lan mà của bạn ở cái mức trung bình thôi. Đấy. Những cái giò quế như thế này. Giò quế đây là giò quế Hòa Bình mà nó là một dề. Rồi. Ở cái mức trung bình của nó là dao động từ 15 đến 20 triệu. 15 đến 20 triệu một cái giò lớn một như thế này. Giò quế như thế này. Vâng. Còn đây là giò quế như thế này là như là em đã ghép ở vườn. Là cũng nuôi là khoảng 65. Và những cái giò quế như này thì vốn điều đó là vụ thì nó cũng tương đối. Và cách chăm sóc thì nó cũng đơn giản thôi mà. Đấy, cho nên là mọi người cái chăm sóc cái dòng quế, dòng thân lá này thì nó cũng không phải là đến mức khó lắm. Rồi. Ngược lại là nó cũng là một cái vấn đề là khó chứ không phải là không. Bởi vì tùy theo từng môi trường, tùy theo từng cái vườn, dàn vườn nó có gió, lắng gió tốt thì những cái giò quế này chăm lên nó sẽ rất đẹp. Còn trị giá của như giò quế này hiện tại trị giá của giò quế này bây giờ là nó rơi từ 100 đến 110 triệu. Bây giờ chúng ta đi tiếp đến một số những cái dòng lan khác. Để đây cũng như cái này là tam bảo sắc. Đây là giò tam bảo sắc. Tam bảo sắc. Tam bảo sắc với cái quế thì cái lá của nó dưa giống nhau. Về cách phân biệt thì là phải là do người chơi. Chơi vào thì mình biết mình cách thì mình phân biệt ra được. Còn tai trâu thì đây. Toàn bộ là tai trâu đã lở hoa Tết. Lở hoa là những cái giò này năm nay là do cái khí hậu thời tiết năm nay nó ấm nhiều. Cho nên là nó sẽ lở trước Tết. Và có những cái nó sẽ lở chuẩn Tết. Trong cái về cách chăm sóc tai trâu này thì mình cũng mọi cái thì nó cũng không phải đến mức khó lắm. Ví dụ như những cái vòi này thì đến vừa Tết đều đúng không anh? Những cái vòi này là chuẩn Tết đấy ạ. Chuẩn Tết đấy. Chuẩn Tết. Tức là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa mà. 2 tuần nữa nó bắt đầu bung thì nó sẽ kéo dài duy trì, nếu mà mình để giữ được thì nó sẽ duy trì trong vòng 20 ngày mới tàn. Tuyệt vời. Mình sẽ chơi đúng cái ngày Tết. Tuyệt vời, tuyệt vời. Anh giới thiệu tiếp cái bệ lan lớn nhất của đây. Bệ này có phải là lớn nhất ở đây không? Bệ này chưa phải là lớn nhất là về diện tích ấy, về kích thước ấy. Kích thước thì bệ này gần như là lớn nhất. Thế đây tôi hỏi là hỏi thế, chứ không phải là hỏi về tiền lớn nhất. Vâng, chiều rộng là 2,5 m, chiều cao cũng 2,5 m. Rồi. Gọi là gần như là hình vuông của cái bệ tai trâu này. Lúc ghép bệ tai trâu này là 80 cân. 80 cân lan ạ. 80 cân tai trâu ghép cả mặt đằng sau nữa. Thôi rồi, đằng sau. Được rồi, tôi quay mặt đằng trước đã. Bây giờ anh lan thì là lan đai trâu rồi. Dạ. Thế còn về cái giá giao lưu nếu như cái bệ này thì khoảng bao tiền? Cái này nếu giá giao lưu để cho đến từng đến người chơi đến khách là khoảng 120 triệu. 120 triệu. Vâng. Ở đây anh có cái việc này chưa? Ví dụ như là anh chở được cái bệ này đến gia đình người ta chơi, kiểu như là cho thuê những cây đào, những cây... Tết vẫn có người thuê. Thì mình lại chở đến và đến khi người ta chơi hết hoa thì mình lại có trách nhiệm mình mày đến mình mang về. Thì cứ qua rằm tháng riêng hoặc là cuối... Khi nào mà tàn hết hoa. Tàn hết hoa, người ta gọi điện đến là mình lại đến trở về. Thì ví dụ như là cái này anh bán với cái giá là... 120 triệu. Thì cho thuê chơi Tết trong vòng khoảng 1,5 tháng thì đến 2 tháng thì là bao tiền? Thì nó phải là đến nếu mà như thế thì phải để thu, nếu mà cho thuê trong vòng từng thời gian là phải lấy được 70 triệu. 70 triệu. Đấy, tôi hỏi là hỏi muốn cái ý đó nữa, để đó cũng là những cái mục đích là có thể mình không mua đứt hẳn 120 nhưng mà tôi chỉ có khoảng vài chục, 60-70 chẳng hạn, người ta vẫn có lan chơi Tết mà về sau Tết tôi không phải chăm. Đấy, tôi không phải có chỗ. Nhiều người đang cũng có xu hướng như thế, người ta không chăm được. Người ta không chăm được là một, người ta không có chỗ để là hai. Đấy, xong tính đến sang cái bệ này là cũng không còn. Vâng, bệ này đẹp quá nhỉ, bệ này hoa nở rất đều rồi.
Nhưng mà những cái hoa này vẫn qua Tết được chứ anh nhỉ? Những cái hoa này thì có bông Tết có bông trước, bởi vì năm nay thời tiết nó ấm nhiều, nó ấm, nó sẽ lửa sớm hơn. Vâng. Có những cây lửa sớm. Thế hơn. Anh chia sẻ cái giò này đi. Còn cái trụ này là trụ tay châu rừng, à trụ tay châu hàng Thái nuôi ở tại đây, là lúc ghép lên cây nó còn nhỏ nhỏ, là nuôi được năm nay là bước sang năm thứ tư. Vâng. Chiều cao của nó là hơn 3 mét, rộng là 1 mét rưỡi. Tổng thể ghép lên là 36 ngọn. Bây giờ nó tương đối là to. To. Giò này thì chơi Tết đẹp quá rồi. Vâng, giò này thì chuẩn Tết. Chuẩn Tết rồi. Chơi thoải mái đến qua Tết. Bởi vì chính tôi thì tôi cái sở thích của mọi người nào tôi không biết, nhưng mà nếu mà nở bung lụa tất cả các vòi cùng một lúc tôi không thích đâu. Nó đều đều thì mới được nhiều thời gian. Ví dụ như thế này là vừa đẹp đấy. Cái này nhá, nở thậm chí còn chưa căng lắm đúng không? Vâng, cái đấy là mới. Chưa nở hết, mới hết khoảng độ 60% ấy. Thế gì cái này nó lại là những cái nụ già hơn. Đấy. Và sau đó đến cây này non hơn. Vậy một thời gian dài trên cái trụ hoa lan này lúc nào cũng có hoa nở. Chứ còn nó bung một phát tất cả tôi không thích đâu. Ấy ạ. Chơi không được nhiều, không được lâu. Đây này, nó cứ điểm điểm này thích này. Tuyệt vời đấy. Ví dụ như cái trụ này thì giao lưu giá khoảng bao nhiêu nhỉ anh Khoa nhỉ? Trụ này bây giờ giá giao lưu là khoảng 70 triệu. 70 triệu. Đấy, rất là. Tôi đang định bê về đấy. Thì ông bê về đi xong ông mua hay ông thuê? Tôi định bê về là tôi bê là tôi dùng. Tức là mua hẳn à? Dùng đứt luôn. Vừa đứt luôn đến lúc nào mà ông chơi chán thì ông lại cho tôi. Thì không có thuê riết gì cả. Thế chơi chán thì ông cho tôi nha, tôi dặn trước ấy. Chơi chán thì tôi gọi điện ông chỉ việc về xuống ông trở về ông căng. Đây đây. Số lượng những cái trụ lớn như thế này của cơ sở rất là nhiều. Đây là một cái vườn lan mà khi tôi ngồi nói chuyện ở các anh ở ngoài chợ Vạn Phúc, Hà Đông đó, thì các anh nói là phải đến đây thì bác mới được tận hưởng được. Mới cảm thấy là nó cái giò lan rất là thiên nhiên. Đấy. Họ đã chăm chút, đã tạo thành những cái trụ lớn. Đẹp quá mà rất thơm nhỉ. Rồi cuốn video này tôi dừng ở đây nhé. Đến cuốn video sau chúng ta sẽ lên trên tầng trên, trên chòi, trên gác này sẽ, theo anh thì có giới thiệu một số những cái loại lan quý hơn, giá trị về kinh tế nhiều hơn, cao hơn. Vâng.